Tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận tại tổ và tại hội trường về các dự án luật. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên thảo luận. Buổi sáng thảo luận tại hội trường về luật công đoàn sửa đổi, đại biểu Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nêu nhiều ý kiến liên quan đến quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, hệ thống tổ chức của công đoàn Việt Nam, phản biện xã hội của công đoàn và tài chính công đoàn. Tôi cơ bản thống nhất kinh phí công đoàn do cơ quan tổ chức doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ lương. Tôi cũng đề nghị là trường hợp doanh nghiệp khi gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng kinh phí công đoàn thì được xem xét miễn, giảm hoặc tạm dừng đóng. Theo tôi, quy định không có khả năng đóng kinh phí mới xem xét miễn hoặc giảm, tạm dừng là không kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp. Buổi chiều, thảo luận ở tổ về luật sửa đổi một số điều của luật dược, các đại biểu nêu quan điểm, trong khi chưa có điều kiện sửa đổi một cách toàn diện hơn nữa, thì việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược là hết sức cần thiết và cấp bách để có thể đảm bảo giải quyết ngay các vướng mắc liên quan tới việc cung ứng thuốc và tiếp cận thuốc chữa bệnh của nhân dân. Trên tinh thần chung là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo chất lượng thuốc. Tôi đề nghị là cần rà soát, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng hơn nữa những nội dung chính sách sửa đổi bổ sung, mở rộng liên quan trực tiếp đến việc mở rộng quyền kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh dược có vốn đầu tư nước ngoài, hay là gia hạn thay đổi bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hoặc là phân cấp thu hồi thuốc ở khoản 29 điều 1, thông tin quảng cáo thuốc ở khoản 34 điều 1 của dự thảo. Thảo luận về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thủ tục kiểm kê, nhận diện, ghi danh, biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và hoạt động bảo tàng, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan trực tiếp quản lý di sản, tăng cường nội dung trách nhiệm, cơ chế thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước về di sản văn hóa từ trung ương đến địa phương. Tôi cho rằng là chỉ cần quy định là chúng ta đặt ra cái mốc 5 năm hoặc là 10 năm chúng ta kiểm kê một lần. Thì sau đó thì chúng ta cứ cập nhật nó vào. Thì tôi nghĩ nó khả thi hơn. Nhưng một số ý kiến các đồng chí phát biểu thì cho rằng là cái này nếu mà chúng ta cứ làm như thế này thì có phải di sản nó cứ phi vật thể nó sẵn có, nó cứ mọc ra nhiều đâu. Mà chúng ta cứ phải làm như thế thì tôi nghĩ là cái thời gian mà làm cái này nó quá nhiều, lãng phí. Ngày mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 và các dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật phòng không nhân dân.